Bắn! Đồng chí, cho tôi hỏi, đây là đội pháo binh sao? Đúng vậy. Các anh cũng là lính mới đến báo cáo có mặt sao? Đúng thế. Đi vào phòng đó đăng ký đi. Chuẩn bị! Bắn! Đồng chí, các anh đang làm gì thế? Anh không nhìn ra sao? Tập luyện đấy. Tập luyện sao? Lấy mấy thanh gỗ mục này để tập luyện sao? Sao thế? Trước đây đại đội trưởng chúng tôi nói, đội pháo binh này không phải nơi ai muốn đến thì đến. Giờ thì hay rồi, vừa đến đã thấy chỉ lấy mấy khúc gỗ để tập luyện. Đến cả đồ thật cũng không có. Sớm biết thế này thì cứ ở lại đơn vị cũ cho rồi. Đúng thế. Dù gì đi nữa, trước đây tôi cũng là trung đội trưởng. Nếu không phải đi làm pháo binh, còn lâu tôi mới đến. Không kịp nữa rồi. Các cậu đã là pháo binh rồi. Vị đồng chí này là... Đây là chỉ đạo viên của chúng tôi. Xin chào chỉ đạo viên, tôi là tham mưu tác chiến của trung đoàn 2 Điền Chiêu Đệ. Báo cáo chỉ đạo viên, tiểu đội trưởng đại đội trinh sát trung đoàn 33 Tống Tiểu Vũ, trung đội phó trung đội 2 đại đội 3 Chu Lạc Thiên. Đội pháo binh hoan nghênh các cậu. Chỉ đạo viên, vậy đội pháo binh đến cả một khẩu pháo đại bác thật cũng không có sao? Ai bảo đội pháo binh chúng tôi không có đại bác thật? Chúng tôi có một khẩu đại bác bộ binh 92, tất nhiên hiện giờ có chút nghèo nàn. Nhưng tôi tin, tương lai không lâu nữa, chúng ta sẽ có được rất nhiều loại đại bác khác nhau. Chỉ cần mọi người đồng tâm hợp lực, thì tôi tin đội pháo binh chúng ta sẽ trở thành đại đoàn uy phong khiến quân Nhật khiếp sợ. Mấy người các cậu đều là những binh lính lão làng ở các bộ đội khác nhau, đều là các chiến sĩ ưu tú. Nhưng mà các cậu đã đến đội pháo binh, thì tất cả phải bắt đầu lại từ đầu. Phải bắt đầu học từ kiến thức lý thuyết trước. Thế nên dùng đại bác giả là đủ rồi. Chỉ đạo viên, còn phải học nữa sao? Đương nhiên rồi, pháo binh là một môn học có kỹ thuật cao, vũ khí đặc biệt. Chúng ta phải học rất nhiều kiến thức lý thuyết liên quan. Sao thế? Các chiến sĩ lão làng từng trải qua trăm trận chiến như các cậu, không phải sợ rồi sao? Sợ sao? Chúng tôi đến bọn Nhật còn không sợ. Sợ gì sách vở chứ? Đúng thế. Khá lắm. Đi thôi, tôi đưa các cậu đi điểm danh. Chuẩn bị. Bắn. Thiết đầu. Chị dâu bảo cậu qua đó một chuyến. Có chuyện gì thế? Không thấy nói. Vậy cậu hướng dẫn họ tập luyện đi. Yên tâm, cậu đi đi. Nào, chuẩn bị. Bắn. Nào. Thiết đầu, đói rồi phải không? Mau ăn đi. Chị dâu, hôm nay là ngày gì thế? Không là ngày gì cả. Chị dâu nhớ cậu, nên làm ít thức ăn gọi cậu qua ăn thôi. Thế này thì ngại lắm. Có gì mà ngại chứ. Mau ăn đi. Xem mắt cậu sắp rơi vào dĩa thức ăn rồi kìa. Cảm ơn chị dâu. Ăn từ từ thôi, đừng để bị nghẹn. Xem cậu ăn kìa. Ăn không hết thì chị dâu đóng gói cho cậu đem về. Cảm ơn chị dâu. Thiết đầu, chị dâu đối xử với cậu tốt không? Tốt. Chị dâu đối xử với tôi rất tốt. Vậy chị dâu nhờ cậu một việc, cậu có thể giúp được không? Chị dâu, có chuyện gì mà phải nhờ vả chứ? Chị muốn tôi làm gì? Cũng không có gì. Chị dâu muốn cậu ngày thường để ý đến đội trưởng của các cậu một chút. Nếu như anh ấy có gặp Lý Mậu Lan thì hãy nói cho chị dâu biết. Hả? Hả cái gì chứ? Chị dâu, chị đây muốn tôi trở thành kẻ phản bội sao? Phản bội cái gì chứ? Cậu nói chuyện sao mà khó nghe thế? Có chuyện gì to tát đâu. Chị dâu chỉ là quan tâm đến đội trưởng của các cậu, nên bảo cậu để ý đến anh ấy. Có chút chuyện này mà cậu không giúp chị được sao? Chuyện này tôi không giúp chị được đâu. Nếu tôi giúp chị thì không phải đã phản bội anh Chí Hoa của tôi rồi sao? Vương Thiết Đầu tôi có sao cũng không thể làm kẻ phản bội được. Vương Thiết Đầu, cậu đừng có mà lôi thôi với chị dâu. Tôi hỏi cậu một lần thôi, cậu giúp hay không giúp? Tôi không giúp. Sao tôi có thể làm chuyện ấy cho chị được? Cậu không giúp có phải không? Có giúp hay không? Chị dâu, tôi thật sự không giúp chị được mà. Không giúp được thì cậu đi khỏi đây đi. Đừng ở đây ăn nữa, đi mau cho tôi. Để tôi ăn xong cái bánh này đã. Cậu đi ngay còn lấy cái bánh của nhà tôi đi nữa. Tên Vương Thiết Đầu chết tiệt này. Nỗi buồn trong lòng Lý Mộ Lan không có cách nào giải bày với bất kỳ ai khác. Cô ấy chỉ có thể làm việc điên cuồng để làm tê liệt trái tim đau đớn của bản thân.
Chị Mộ Lan, chị đang làm gì vậy? Đây không phải là chuyện chị nên làm. Không sao, đằng nào tôi cũng đang rảnh. Giúp các cô làm chút việc cũng là điều nên làm. Chị đã một ngày một đêm không chợp mắt rồi, chị nên nghỉ ngơi mới đúng chứ. Chị đừng khiến bản thân mệt mỏi nữa. Tôi không sao, cô đi làm việc tiếp đi, đừng lo cho tôi. Thế cho nên, mỗi lần chiến đấu, chúng ta thực hành che phủ diện tích hỏa lực lớn nhất đối với quân địch. Tập trung tất cả hỏa lực, thực hành liên tục đối với trận địa của địch, che phủ hỏa lực ở diện tích lớn. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể. Các cậu có chịu tỉnh táo lên không hả? Nhìn bộ dạng của các cậu đi, có giống chiến sĩ của bác Lộ Quân không? Chị đạo viên, không phải chúng tôi không muốn nghe anh giảng, mà là những thứ anh giảng chúng tôi hoàn toàn nghe không hiểu, cứ như thiên thư vậy. Đúng thế, học những thứ này để làm gì chứ? Nếu các cậu muốn trở thành một pháo binh đủ tiêu chuẩn, thì các cậu bắt buộc phải học những kiến thức này. Tôi không hiểu thưa chị đạo viên, tôi cũng đánh trận nửa đời người rồi, một chữ cũng không biết, không phải vẫn đánh trận như thường sao? Cậu đã đánh thắng trận lần nào với thân phận là pháo binh chưa? Sao lại chưa từng chứ? Nói chuyện với chị đạo viên kiểu gì thế? Ngồi xuống. Tôi nói cho các cậu biết, chỉ đạo viên của chúng ta đã từng du học ở Liên Xô, từng học đại học. Thái độ của các cậu vậy là sao? Ít nhất cũng phải có sự tôn trọng chứ. Các cậu nghĩ kỹ xem, ở quê tìm một tiên sinh để dạy học, có phải ba vái chính lại người ta không? Muốn trở thành một pháo binh giỏi thì nhất định phải học những kiến thức lý luận này. Đó cũng là thứ mà tôi đã học ở giảng vũ đường mà, có đúng không? Không thôi thì đại bác của tôi lại bắn chuẩn hơn các cậu chứ. Vậy thì thế này đi, những thứ chỉ đạo viên vừa viết và hình vẽ này nữa, mỗi người chép lại 10 lần cho tôi. Mỗi người chép 15 lần, đã nghe thấy chưa? Đừng giận nhé. Tôi đề nghị với anh thế này, những thứ mà anh dạy đúng là có chút khiến các chiến sĩ nghe không hiểu. Sao lại nghe không hiểu chứ? Thứ tôi giảng đều là tài liệu giảng dạy của France mà. Tài liệu giảng dạy của người ta cũng là lấy từ thực tiễn mà biên soạn đấy. Đúng đúng, tài liệu giảng dạy của anh dùng ở chỗ chúng ta không thích hợp. Anh nhìn đi, nói về chuyện lúc nãy anh nói cái gì mà bao phủ đại bác, chỗ chúng ta không thực hiện được. Sao lại không thực hiện được? Không phải chúng ta không có nhiều đại bác như thế đâu. Bao phủ đại bác, chúng ta đánh xong một vòng là đã hết đạn pháo rồi. Chuyện đạn pháo là chuyện của hậu cần. Hiện giờ tôi đang dạy bọn họ chính là làm thế nào để chiến thắng quân địch. Không hiểu, vẽ đi. Anh đấy đúng là chưa ra chiến trường. Ngay như việc đánh trận, anh có biết chế tạo một quả đạn pháo khó thế nào không? Có đúng không nào? Lão tưởng không cho chúng ta, chúng ta phải cướp từ tay của kẻ địch. Không giấu gì anh, tôi đã đánh nhiều trận thế này rồi, nhưng lần thu hoạch nhiều nhất cũng chỉ có 15 quả đạn pháo thôi. Làm sao mà tiến hành bao phủ đại bác với quân địch được? Chỉ bằng anh dạy cái gì mà tấn công chuẩn xác vào quân địch thì hơn. Vậy anh nói xem, tôi nên dạy thế nào đây? Được rồi, coi như là tôi nhiều chuyện được không? Anh muốn dạy thế nào thì anh dạy thế đấy, được không? Được rồi, được rồi. Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Đừng nhìn nữa, mau viết đi. Viết xong rồi thì chỉ đạo viên sẽ tiếp tục giảng cho các cậu. Trong mắt các cậu, tôi chỉ là một người thiếu kinh nghiệm, chỉ biết lý luận suông, có phải không? Có ai muốn thử không? Nếu như không có thì tôi chỉ có một yêu cầu. Từ nay về sau ngoan ngoãn nghe tôi giảng bài. Các đồng chí,
ra chiến trường giết địch. Chỉ dựa vào dũng khí thôi thì không được. Nếu muốn trở thành một pháo binh đạt tiêu chuẩn thì các cậu nhất định phải nắm chắc lý luận và thực tiễn trong tay. Chỉ có như thế thì các cậu mới có thể thật sự trở thành một thần pháo trên chiến trường. Nghe rõ cả chứ? Nghe rõ rồi. Quay về lên lớp. Đồng chí, tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa cô mới có thể hiểu đây? Điều động bác sĩ không phải là chuyện nhỏ, phải được chủ nhiệm của chúng tôi phê chuẩn mới được. Vậy chủ nhiệm của các anh ở đâu? Chủ nhiệm của chúng tôi đi họp ở lữ đoàn rồi. Hay là hôm khác cô đến đi. Đồng chí, anh giúp tôi đi. Tôi biết, con dấu ở trong ngăn kéo của anh. Anh lấy ra đóng dấu giúp tôi không phải là được sao? Muốn đóng dấu phải có sự phê chuẩn của lãnh đạo. Đây là kỷ luật, không phải cô đang ép tôi vi phạm kỷ luật của tổ chức sao? Tiểu Trương, chủ nhiệm, chị về rồi à? Có chuyện gì thế? Vị đồng chí này đến làm thủ tục thôi công tác. Sao cô lại muốn điều đi nơi khác? Khi 16 tuổi, tôi đã tham gia vào Hội Nông Dân làm cách mạng. 18 tuổi, đã theo một đám đàn ông chui vào rừng, đánh du kích với quân đội Quốc dân đảng. Ở trong bộ đội cũng đã quen rồi. Con người tôi nói chuyện thẳng tính, không thích vòng vo. Có một vài câu tôi hỏi thẳng luôn vậy. Tôi biết cô là ai? Chắc cô cũng biết tôi là ai đúng không? Ý của tôi chắc cô cũng rõ rồi. Tôi biết mối quan hệ của cô và Dương Chí Hoa, Lý Mộ Lan. Tuy cô và Dương Chí Hoa từng là vợ chồng, nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi. Tôi nghĩ cô là người hiểu biết. Lúc tôi và Dương Chí Hoa quen nhau, cô đã không còn nữa rồi. Tôi chưa từng nghĩ đến có một ngày cô sẽ xuất hiện bên cạnh chúng tôi. Chủ nhiệm Đặng, hôm nay tôi đến để nộp đơn. Tôi không muốn nói đến những chuyện khác. Được, nếu như cô không muốn nói, vậy thì tôi cũng không ép. Chúng ta nói về chuyện cô xin điều động công tác đi. Nói thật lòng, hiện giờ tình hình của lữ đoàn độc lập tôi và cô đều rõ. Ở đây thiếu bác sĩ, nhất là bác sĩ có y thuật giỏi như cô. Thế nên tôi thay mặt tổ chức mời cô ở lại. Nếu như cô vì gia đình của tôi và Dương Chí Hoa nên cô mới xin điều chuyển đi nơi khác, thì hoàn toàn không cần phải làm vậy đâu. Cô hãy ở lại đi. Chủ nhiệm Đặng, tôi nộp đơn chuyển đi nơi khác, không liên quan đến bất kỳ ai. Tôi chỉ nghe nói bên quân khu ký chung cần bác sĩ hơn thôi. Nếu cô đã nhất quyết muốn đi thì tôi không ép nữa. Tôi đóng dấu xong sẽ báo lại với lữ đoàn trưởng. Đợi lữ đoàn trưởng ký tên xong thì cô có thể đi rồi. Cảm ơn cô. Cảm ơn những gì cô đã làm cho Dương Chí Hoa. Cũng cảm ơn tất cả những gì cô đang làm. Đừng tranh giành nhau, ai cũng có phần mà. Cảm ơn tiểu đội trưởng. Cảm ơn tiểu đội trưởng. Đừng chen chút. Cảm ơn, đừng có vội. Cảm ơn tiểu đội trưởng. Thiết đầu. Thiết đầu, lại đây. Đại đội trưởng, về rồi sao? Đồ hộp ở đâu ra thế? Trung đoàn 14 vừa mới thu được từ đội vận chuyển của quân Nhật, đem phát cho đội pháo binh chúng ta cải thiện bữa ăn. Phát cho anh 2 hộp, em giữ cho anh rồi. Tôi không cần đâu, chia cho các chiến sĩ đi. Vậy em đem qua cho chị dâu và Sơn Hà nhé. Lại đây. Lại đây. Tôi nói cái này. Mau đi đi. Đây tiểu Hoa ăn đi. Tiểu Hoa ngon không? Ngon. Ăn mạnh vào. Con trai. Mẹ, tiểu Hoa. Mẹ về rồi. Con ăn cái gì thế? Đồ hộp à? Đồ hộp ở đâu ra thế? Chú thiết đầu cho con. Cái đó trong lữ đoàn có phát cho đội pháo binh, mỗi người được phát một hộp. Tôi ăn không quen món này nên mang cho thằng bé ăn. Của cậu sao? Của tôi. Của tôi mà. Không ăn nữa. Bỏ đi. Đừng bỏ đi mà. Đồ tốt như vậy sao chị lại vứt đi chứ? Không lãng phí lương thực sao? Vậy cậu cho tôi biết đồ hộp này ở đâu ra. Là anh tôi bảo tôi đem đến.
Anh ấy chia một nửa phần của anh ấy cho thằng bé. Đây là của bố cho con, không được vứt đi, chị dâu. Chị Mộ Lan, đây là chút tấm lòng của anh tôi, chị đừng vứt đi nhé. Cậu bảo tôi nhận tấm lòng của anh ấy sao? Chúng tôi không cần. Con còn ăn nữa sao? Chị mắng thằng bé làm gì chứ? Chị để thằng bé ăn đi. Chị xem thằng bé gầy đến thế nào rồi. Bố cho con mà không được vứt. Ăn đi, ăn đi, ăn mạnh vào. Báo cáo, vào đi. Đại ca, sớm vậy đã gọi em đến, có nhiệm vụ gì sao? Ngồi xuống rồi nói. Đại ca, Thanh Minh, hôm nay anh cho gọi em là muốn nói với em chuyện này. Một người đàn ông kiến công lập nghiệp dĩ nhiên quan trọng, nhưng đời người không thể đánh giết mãi được. Đại ca, trước mắt bọn Nhật hung hăng ngang ngược, lúc này cống hiến trên chiến trường là chuyện đại sự số một của đời Nam Nhi. Không thôi em cũng sẽ không bỏ học ở Đức mà về đây. Vẫn còn một chuyện quan trọng nhất, không biết em đã từng nghĩ đến chưa? Chuyện gì vậy? Hiện giờ em cũng không còn nhỏ nữa, có phải nên lấy vợ vì nhà họ Đỗ ta mà sinh con đẻ cái không? Đại ca, trước mắt chiến tranh đang thế này, em làm gì có tâm trạng để nghĩ đến mấy thứ đó chứ? Đừng tưởng anh không biết, trong lòng của em vẫn còn nhớ đến Lý Mộ Lan. Thanh Minh, người đã chết rồi, đời này không thể ôm niềm thương nhớ mà sống cả đời được. Một người đàn ông nên lấy vợ rồi chung sống với nhau. Đại ca, anh nói không sai, đời này trong lòng của em không thể buông bỏ cô ấy. Hơn nữa, nếu như để em lấy vợ sinh con chỉ vì muốn để lại máu mủ cho nhà họ Đỗ chúng ta, thì sao anh không lấy đi chứ? Anh đã lớn tuổi rồi, đời này chỉ có thể cống hiến cho đảng quốc mà thôi. Nhưng còn em thì không, em vẫn còn trẻ, đừng có u mê không tỉnh nữa. Người chết rồi còn có thể sống lại được hay sao? Khắc cốt ghi tâm có phải không? Thanh Minh, tôi biết mà, cậu vẫn không quên được Lý Mộ Lan. Cậu nói xem đã bao nhiêu năm rồi? Hiện giờ thời kỳ loạn lạc, chuyện sống chết ai có thể biết được chứ? Cho dù cô ấy còn sống đi nữa, có khi lại đi tìm Dương Chí Hoa rồi. Dù gì hai người đó cũng có con với nhau, đi tìm anh ta không phải rất bình thường sao? Hơn nữa, cậu nhìn tình thế hiện giờ đi, chúng ta hợp tác với quốc cộng, có khi một ngày nào đó chúng ta lại gặp Dương Chí Hoa cũng nên. Có khi còn thật sự cùng đám tá điền đó cùng nhau đánh bọn Nhật đấy. Vương Thiết Đầu, nhìn thấy cái cây ở đằng xa kia chưa? Nếu như cậu một phát bắn trúng thì coi như cậu được. Không vấn đề, nói đi. Cá gì đây? Chúng ta đừng cá cược suông có phải không nào? Nếu như cậu thắng thì tôi rửa chân cho cậu nửa năm. Nhưng mà nếu cậu thua thì cậu phải rửa chân cho tôi nửa năm. Thấy thế nào? Thấy thế nào hả? Được, quyết định thế đi. Đến lúc đó đồ nói lắp như cậu không được nuốt lời đấy. Có được hay không vậy? Giả vờ cũng giống đấy. Cậu nhanh lên đi, nắm lấy thời gian. Bắn có chuẩn không vậy? Đây không phải là thần pháo sao? Đúng thế, tôi nói này Vương Thiết Đầu, rốt cuộc cậu có bắn được hay không? Nếu không được thì nói sớm đi, mọi người còn phải nghỉ ngơi đấy. Đúng thế,
Điền Chiêu đệ, có phải đi vệ sinh đâu, cậu vội cái gì chứ? Nếu vội thì đi về đi, không ai cấm đâu. Cậu làm mất thời gian nghỉ ngơi của mọi người. Mau làm nhanh đi. Nghe nổ đây. Bắn không trúng, bắn không trúng. Có được không vậy? Cậu còn ra vẻ làm thần pháo cơ đấy. Trư Bát Giới nhét hành lá giả làm voi đúng không? Đợi để rửa chân cho tôi đi. Ngồi nổ chậm thôi mà. Tôi đây là ngồi nổ chậm. Ngồi nổ chậm thôi mà. Một con người, một khẩu pháo. Vậy mà mấy lần khiến cho lữ đoàn tinh nhuệ quân đội thứ hai chúng ta mất đi khả năng chiến đấu. Đây đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đây đúng là nỗi nhục cực kỳ lớn của hoàng quân chúng ta. Edano, mong anh ngay lập tức vạch ra một kế hoạch tác chiến, quét sạch sự uy hiếp của bác lộ quân bên cánh phải. Y ta, chúng ta chịu sự mất mát rất lớn. Nhưng trải qua trận chiến vừa rồi, bác lộ quân đã không còn hỏa lực nặng nữa, không đủ để trở thành mối họa. Hiện giờ uy hiếp lớn nhất đối với chúng ta là Tân Đại Đoàn 2 đang đóng ở đại huyện của quốc quân. Edano, tình báo nói Tân Đại Đoàn 2 là quân đội của Nguyên Long Vân. Sức chiến đấu của quân đội Vân Nam rất kém. Người Trung Quốc có câu nói, hình dung bọn họ giống như con cừu vậy. Quân đội Quế Châu, quân đội Vân Nam là hai con cừu, quân đội Hồ Nam là con sói. Kỷ Quảng Tây chính là quân đội Quảng Tây, mạnh như hổ, đói như sói. Là câu nói đó, đúng đúng, chính là câu nói đó. Quân đội Quế Châu, Vân Nam là hai con cừu, có thể thấy sức chiến đấu của họ rất kém. Sai rồi. Chúng ta không hiểu biết gì về Vân Nam. Người Vân Nam bề ngoài trông rất dịu dàng, nhưng bên trong thì rất kiên cường. Đây là kinh nghiệm tổng kết nhiều năm khi tôi ở Vân Nam. Tân Đại Đoàn 2 là dòng chính thống của quân đội Vân Nam Long Vân, nổi tiếng là dám đánh trực diện, không sợ chết. Y ta, chúng ta không được mất cảnh giác. Edano, mọi người nói anh tinh thông về Trung Quốc, xem ra anh so với người Trung Quốc còn hiểu người Trung Quốc hơn nữa. Anh y ta quá khen rồi. Chúng ta vẫn nên quay lại chuyện chính thì hơn. Theo như tin tình báo, Tổng chỉ huy vệ vừa trang bị cho Tân Đại Đoàn 2 8 khẩu pháo lựu đạn kiểu 15 do Đức chế tạo. Theo tôi được biết, loại đại bác này cự ly bắn xa, tính linh hoạt cao, độ sát thương rất lớn. Uy lực của một khẩu pháo ngang với 3 khẩu pháo 92 của quân ta. Quân đội của ta hành quân đường dài, hậu cần tiếp tế, bổ sung quân số vốn đã cực kỳ eo hẹp. Một khi đánh thành chiến tranh tiêu hao, như vậy sẽ rất bất lợi cho quân ta. Lần này tấn công đại huyện, nhất định phải cư xử cẩn thận, không thôi sẽ rất có khả năng đánh thành chiến tranh tiêu hao. Tôi nhất định phải báo cáo rõ ràng tình hình cho tướng quân Sakagaki. Nếu cần thiết, xin tướng quân phái thêm trung đoàn khác đến, cùng với trung đoàn 17 chúng ta phối hợp tác chiến. Dù gì quân đội thứ hai cũng vừa chịu tổn thất. Y ta, trung đoàn 17 có trung đoàn pháo binh của tôi, sẽ như hổ mọc thêm cánh. Anh yên tâm, tôi đã dự tính cả rồi. Lần trước quân Nhật bất ngờ bị bác lộ quân chặt đứt kế hoạch. Sakagaki cực kỳ phẫn nộ, hiện đang điều chỉnh sắp xếp tập kết binh lực. Theo như tin tình báo của chúng ta, quân Nhật rất nhanh sẽ phát động tấn công vào đại huyện. Lần chiến đấu này có quan hệ rất lớn. Các vị, ai có thể nói xem lần này chúng ta đánh lui quân Nhật có mấy phần chắc chắn không? Chuyện này, Thanh Minh, cậu nói xem. Rõ, thưa đại đoàn trưởng. Các vị, tôi nghĩ chúng ta không cần bi quan. Sư đoàn Itagaki tuy hung hãn, nhưng hành quân viễn chinh, trận chiến tấn công đại huyện lần này đã thể hiện rõ sự mệt mỏi. Như người ta vẫn nói là thế suy sức yếu, suy kiệt không còn tác dụng. Nhìn lại quân ta thì sao? Đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, dựa vào địa thế có lợi, hoàn toàn có thể cùng quân Nhật đánh một trận. Trước đây quân Nhật đánh nhanh thắng nhanh. Theo như tôi thấy, ngoài việc bọn chúng có binh sĩ được huấn luyện có trình độ ra, thì quan trọng nhất là bọn chúng có hỏa lực mạnh. Nhưng hiện giờ tình thế đã thay đổi. Quân ta vừa mới nhập vào 8 khẩu pháo lựu đạn kiểu 15 của Đức, hoàn toàn có thể áp chế hỏa lực của quân Nhật. Chỉ cần chúng ta chiến đấu dũng cảm, cùng lòng căm hận kẻ thù, thì hoàn toàn có thể chiến thắng, phá vỡ huyền thoại về sự bất khả chiến bại của quân Nhật. Nói hay lắm. Đại địch ở trước mắt,
Chúng ta nhất định phải có niềm tin sẽ chiến thắng. Chiến đấu dũng cảm, cùng lòng căm hận kẻ thù, thắng lợi nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Báo cáo đại đoàn trưởng, có điện khẩn. Quân tiên phong của sư đoàn Itagaki, trung đoàn 17, đã tiếp bên ngoài Táo Trang, trận địa tuyến đầu của ta, hiện đang tu sửa chiến lũy trong đêm. Tôi biết rồi. Thanh Minh, cậu ở lại trước đã. Các vị, hãy theo sự sắp xếp tác chiến của chúng ta, quay về chuẩn bị đi, rõ. Thanh Minh, lần trước, chuyện anh nói với em đã nghĩ kỹ chưa? Người giới thiệu đã nói với anh rồi, cô gái này được học hành có văn hóa, gia đình cũng rất giàu có, so với nhà chúng ta, thì có thể nói là môn đăng hộ đối. Đại ca, sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa. Trong lòng của em, không ai có thể thay thế Lý Mộ Lan được. Em về rồi sao? Em về rồi, em đi ngủ trước đi. Tối hôm nay, anh phải nghĩ cách nhanh chóng viết cho ra quyển sổ tay huấn luyện pháo binh này. Ngày mai soạn không được sao? Phải làm trong đêm nay sao? Em nói đúng rồi, đêm nay phải xong, ngày mai anh phải dùng rồi. Em hỏi anh, hôm nay anh được phát mấy hộp đồ hộp? Cái gì cơ? Đồ hộp, anh được chia mấy hộp? Đồ hộp sao? Thì mỗi người một hộp. Anh cũng quên rồi, Thiết Đầu nhận giúp anh. Dương Chí Hoa, anh nói dối. Không cần phải nói nháp à? Cái gì? Em là chủ nhiệm ban hậu cần, chia đồ thế nào là do em phân bản, có kế hoạch hết. Không phải, anh thật sự không biết. Anh được chia cho mấy hộp, Thiết Đầu nhận giúp anh. Để mai anh đi hỏi cậu ấy. Rốt cuộc đã đưa cho ai, mọi chuyện thế nào? Ai đấy? Lão Dương, ngủ chưa? Chưa đâu. Vào đi. Muộn thế này rồi, sao thế? Lão Dương, hôm nay có chuyện mà tôi quên chưa nói với anh. Không phải hôm nay bên lữ đoàn phát đồ hộp cho chúng ta sao? Hai chúng ta là hai phần. Anh không ở đấy, tôi tự ý quyết định đem phần của chúng ta giảm đi một nửa, tặng cho gia đình liệt sĩ trong thôn rồi. Còn nữa là loại đồ ăn phương Tây này tôi ăn cũng không được. Thôi thì cho Sơn Hà đấy. Thằng bé đang trong thời kỳ phát triển. Anh xem. Cái đó không vấn đề gì đâu. Lần sau phần đồ chia cho tôi, giảm đi một nửa cũng không vấn đề. Tôi chắc chắn đồng ý. Nhưng có một điều, chuyện này phải thương lượng với tôi trước nhé. Tôi sai rồi. Tôi còn chưa được thấy loại đồ hộp này. Chỉ đạo viên, tình báo khẩn cấp. Lữ đoàn trưởng bảo anh qua bên lữ đoàn ngay lập tức. Vậy đi thôi, đi. Các đồng chí, chúng ta nhận được tin tình báo từ Bộ Tư lệnh Chiến khu 1. Sư đoàn Sakagaki của quân Nhật đang chuẩn bị quay trở lại, lại đụng chạm vào đại huyện của ta. Bộ Tư lệnh yêu cầu lữ đoàn ta tham chiến, phối hợp với Tân Đại đoàn 2 chặn đánh sư đoàn Sakagaki. Xét thấy lần chiến đấu này, đối thủ mà chúng ta đối mặt cực kỳ dũng mãnh, tôi ra lệnh đại đội pháo binh chi viện hỏa lực, đề phòng nghiêm ngặt quân địch từ phía cánh phải trận địa, phá vỡ tiền tuyến đại huyện. Dương Chí Hoa, Trần Vĩnh Lập, hai đồng chí có vấn đề gì không? Không vấn đề. Không có. Được, vậy tiếp theo tôi phân công cho mọi người nhiệm vụ tác chiến. Trung đoàn trưởng, đã làm theo yêu cầu của cậu, tất cả chiến lũy đều đã gia cố hai lần, còn về Đại Bác thì đã vào vị trí. Trận địa dự phòng, nơi quan sát viên, còn cả hệ thống truyền tin, toàn bộ đã vào vị trí đợi lệnh. Ai là pháo trưởng? Báo cáo trung đoàn trưởng, là tôi. Khoảng cách giữa hai khẩu pháo này đã đúng chưa? Không phải chứ trung đoàn trưởng, chỉ lệch có mấy chục phân mà anh cũng nhìn ra sao? Trung đoàn trưởng, anh giỏi quá, bớt nói thừa thải đi, trả lời câu hỏi cho tôi. Báo cáo trung đoàn trưởng, địa hình nơi đây không bằng phẳng, chỉ lệch có mấy chục phân thôi, tôi thấy vậy không sao? Vớ vẩn. Trên chiến trường không có một vạn, chỉ có vạn nhất. Lệch một phân thì có thể tạo nên tổn thất rất lớn, anh không hiểu sao? Người đâu?
lôi anh ta xuống cho tôi, nhốt trong phòng giam một ngày, rõ? Các anh em, đừng trách tôi yêu cầu hạ khắc. Chúng ta là lính gì? Chúng ta là pháo binh. Tại sao người ta gọi chúng ta là pháo binh, là quý tộc trong quân đội? Đó là bởi vì chúng ta kỷ luật nghiêm ngặt, làm việc cẩn thận, không cẩu thả qua loa, là tố chất cơ bản của chúng ta. Chỉ có làm đến mức không sai một ly thì chúng ta mới có thể bảo vệ được bản thân, bảo vệ được chiến hữu, đánh bại được kẻ địch. Đã hiểu chưa? Đã rõ. Nói to nữa lên. Đã rõ. Sang bằng địa thế, dựng lại vị trí đại bác, thiếu một phân thì sẽ xử lý theo quân pháp. Rõ. Chấn Đào, trận chiến này chúng ta phải chịu được áp lực. Cậu để mắt kỹ một chút. Yên tâm đi. Báo cáo trung đoàn trưởng. Đã lấy được rồi. Đi theo tôi. Rõ. Nhạn trục cuồng sa mạng cổ đạo, nha phiên tàn chiếu sái thương sơn. Cảnh đẹp như vậy lại bị bom đạn vô tình nuốt mất, đúng là quá đáng tiếc. Edano, xét thấy chiến lũy chính diện của quân địch kiên cố, địa hình có lợi trong việc phòng thủ, nên tôi quyết định thực hành phương án giả vờ tấn công chính diện, tấn công chủ yếu vào mạng sườn. Như thế có lợi cho bộ đội công kích của ta triển khai đội hình. Nhưng như thế cần sự chi viện hỏa lực của anh. Pháo binh của anh không có vấn đề gì chứ? Ita, mong anh yên tâm, hỏa lực của tôi sẽ không kéo chân anh đâu. Nhưng mà trận địa cánh sườn, địa hình rộng lớn, rất dễ nhận thấy sự công kích lựu đạn của quân địch. Vẫn hy vọng anh cẩn thận thì hơn. Đừng bất cẩn. Pháo lựu đạn 15 tuy lợi hại, nhưng loại vũ khí hiện đại hóa này không phải ai cũng có thể dùng được đâu. Quân đội Trung Quốc hầu như là mù chữ. Vũ khí có tốt, rơi vào tay chúng, uy lực có mạnh cũng sẽ giảm công hiệu. Không cần lo lắng, một tiếng sau phát động công kích. Tối qua cảm ơn anh đã giải vây giúp tôi. Người một nhà đừng khách khí, chuyện đơn giản thôi. Nhưng mà tôi phát hiện ra một đặc điểm của anh. Là gì thế? Trước khi anh đến đội pháo binh, mọi người đều nói anh dùng pháo như thần, lại to gan. Vì đánh trận mà không sợ đắc tội với lãnh đạo, dám đối đầu với cấp trên. Nhưng mà hôm qua tôi thấy, chắc không có chuyện như vậy đâu. Sao thế? Anh đấy, gan không to, sợ vợ. Tôi đấy không gọi là sợ vợ. Tôi đây, theo như cách nói của lữ đoàn trưởng chúng ta, thì gọi là tôn trọng phụ nữ. Được, tôn trọng phụ nữ. Hai cậu nói chuyện gì thế? Chính ủy. Chính ủy. Đây là trận đầu tiên ra trận của đại đội pháo binh kể từ khi thành lập đến nay. Dương Chí Hoa, trận đầu tiên nhất định phải đánh tốt cho tôi. Chính ủy, tôi thấy trận chiến này có khả năng không đánh lượt đại đội pháo binh của chúng ta đâu. Quốc dân đảng cố ý để trận địa chúng ta sắp xếp sát về phía sau như vậy, nói huỵch tẹt ra là không tin tưởng chúng ta.
Càng như thế, chúng ta càng phải xốc lại tinh thần, giữ chặt trận địa, đánh một trận ác liệt để đơn vị bạn, trưởng quan vệ, cho đồng bào cả nước thấy. Quyết tâm kháng Nhật của Bác Lộ quân chúng ta rất kiên định. Khó khăn về vũ khí lạc hậu cũng có thể khắc phục, để đám người thuộc thuyết vũ khí và thuyết mất nước nào đó phá sản hoàn toàn. Hai người các cậu không thể vì chuyện sắp xếp trận địa mà bực tức được. Tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Rõ. Chuẩn bị nã pháo, sẵn sàng. Nã pháo. Hỏa lực của địch quá mạnh. Trận địa của chúng tôi chịu thiệt hại nghiêm trọng. Đề nghị chi viện hỏa lực. Đề nghị chi viện hỏa lực. Rõ. Đã hiểu. Rõ. Trung đoàn trưởng, vừa nãy đại đoàn trưởng gọi điện, trận địa tuyến đầu của quân ta đang chịu sự công kích từ hỏa lực của địch. Đại đoàn trưởng lệnh cho chúng ta lập tức giúp đỡ bên họ. Hoảng cái gì chứ? Hãy báo lại với đại đoàn trưởng, nói là theo phán đoán của tôi, mục đích thật sự của lần tấn công này là muốn tấn công trận địa cánh sườn của quân ta. Đừng bị công kích giả của địch đánh lừa. Nhưng mà... Rõ. Nghe bên đó kìa. Xem người ta đánh náo nhiệt chưa. Lúc nào chúng ta mới có thể kiếm được một trận để đánh chứ. Sao thế? Thèm à? Còn không phải sao? Thèm cũng vô dụng thôi. Quốc quân người ta đánh ác liệt, thế có nghĩa là người ta có nền tảng vững chắc. Với số vũ khí của chúng ta, cậu còn muốn đánh một trận ác liệt với bọn Nhật sao? Nằm mơ đi. Ngồi đi, ngồi đi. Hai người các cậu đang nói chuyện gì thế? Không có gì đâu anh. Chỉ là trong lòng thấy ấm ức thôi. Sao lại ấm ức? Anh nói xem, chúng ta đều là quân đội kháng Nhật. Dựa vào cái gì mà bọn họ ở phía trước đánh trận ác liệt, còn trận địa của ta đặt ở đây chứ? Thế này không phải nhìn người qua khe cửa sao? Muốn chúng ta tránh sang một bên còn gì? Đúng thế đội trưởng, mọi người đều đã nhịn đủ sức để đánh bọn Nhật rồi. Quốc quân nói một câu kêu chúng ta chi viện ở bên ngoài. Đội pháo binh chúng ta còn chưa bắn được quả pháo nào thì đã hết trận rồi. Như thế không phải để người khác cười cho sao? Nói trắng ra thì chê trang bị của ta kém thì có, trang bị đúng là không bằng quốc quân mà. Nói xong chưa? Tôi nói cho hai cậu biết, chính ủy vừa nói xong muốn phá vỡ thuyết vũ khí. Vừa nói xong câu này thì hai cậu lại ở đây oán trách. Tôi thừa nhận trang bị của chúng ta đúng là không bằng bên quốc quân, nhưng tôi muốn hỏi, trên chiến trường muốn đánh bại quân địch chỉ dựa vào mỗi vũ khí thôi sao? Còn có sĩ khí. Vũ khí có tốt đến đâu mà thiếu sĩ khí thì cũng vẫn thua như thường. Quên rồi sao? Năm đó tôi ở thôn Ngũ Lý, tôi với một khẩu pháo, tôi vẫn đánh cho đội quân tinh nhuệ của quốc quân tơi bời tan tác như thường đấy sao? Đúng đúng đúng. Lần đó chúng ta một đạn xới tung bát cơm của bọn Nhật, cũng về chuyện này mà lãnh đạo còn biểu dương chúng ta, không phải sao? Đúng thế. Tôi nói này, đừng ở đây oán giận nữa, để các chiến sĩ khác nghe được thì không hay đâu. Lão Trần, lão Trần, tôi thấy hay là mở rộng phạm vi cảnh giới lớn hơn một chút đi. Không cần thiết đâu. Anh xem,
Trận địa của chúng ta sát về phía sau như vậy, hơn nữa địa hình lại dễ phòng thủ, khó tấn công. Tôi thấy bọn Nhật chắc sẽ không lựa chọn đánh vào phía cánh phải đâu. Nhưng mà tôi thấy chiến lũy phòng ngự của Tân Đại đoàn 2 cực kỳ kiên cố, hơn nữa địa hình của họ cũng dễ thủ khó công, thêm cả trang bị mới pháo lựu đạn 15 kiểu Đức nữa chứ. Tôi thấy khả năng bọn Nhật xung phá từ phía chính diện dường như bằng không. Tôi tin bọn Nhật không xung phá phía chính diện được thì sẽ lựa chọn tấn công vào hai bên cánh sườn. Chúng ta không thể không đề phòng. Vẫn là anh suy nghĩ chu toàn, có lý đấy. Thiết đầu lại đây. Cậu đem theo một tiểu đội đi mở rộng phạm vi cảnh giới, đề phòng bọn Nhật tấn công vào trận địa của ta. Rõ. Báo cáo trưởng quan, chiến lũy tiến đầu phía chính diện và cánh sườn của địch đã bị hỏa lực của ta phá hủy. Rất tốt. Lập tức thông báo cho đại tá y ta, có thể triển khai tấn công rồi. Rõ, từ từ thôi. Thuận tiện nhắc nhở ngày ấy, đội hình tấn công cố gắng tỏa ra, đề phòng sự công kích từ pháo lựu đạn của địch. Rõ.